Lướt xe điện về nhà, quách như sao. Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Phiên bản hoàn hảo. Phiên bản hoàn hảo là một cái sân chơi mà ở đó các bạn trẻ sẽ cover là những bài hát mà các bạn yêu thích. Có thể là những bài hit của các ca sĩ bây giờ, thậm chí là những bài hát vang bóng một thời. Miễn sao các bạn làm mới lại theo cách của mình, cho thật hay, cho thật hấp dẫn, độc đáo thì sẽ có cơ hội nhận được số tiền thưởng trị giá là 50 triệu đồng. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Đầu tiên là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Hãy cùng dành một tràng pháo tay chào đón giám khảo Mỹ Tâm. Giám khảo khách mời ngày hôm nay, nữ ca sĩ Phương Thanh. Hôm nay anh Dũng lạ quá không các bạn? Yeah. Vé trắng này kia bên trong sơ mi không giòn, không giống bông Dũng. Bông nữa. Bông cái vấn đề Mỹ Tâm có bông hay không là chuyện bình thường đúng không? Bông mà anh cũng bông hơn em. Quang Dũng cũng bông mà bông tím. Nó mới nghiệt ngã cái chỗ đó đó. Các bạn có công nhận là càng sau này chị Chanh chỉ càng trở nên là dịu dàng mà nữ tính hơn không? Anh đang có tình yêu hay sao? Anh đang có tình yêu nha. Xí xí, em biết chị yêu ai không? Dạ không. Nhưng mà sao quyết định chỉ có tình yêu? Thì em thấy mỗi người mình lúc nào người ta cảm thấy là điệu điệu hơn, đẹp đẹp hơn, trẻ trẻ hơn là người ta biết đã có yêu không, rồi. Có trẻ không? Có nghe mà. Nghe nói thiệt nha, fan Mỹ Tâm hay nói xạo lắm nha. Không, nói chung hôm nay em tới là em thấy là khác rồi. Không, cho nên thiệt, đang có tình yêu, đang có tình yêu thiệt nhưng mà mình đã nhỏ nhỏ thôi. Rồi, không có nhỏ nhỏ nó để cho người mình biết được rồi. Nhưng mà không sao cả, mỗi ngày chúng ta đều có những sự thay đổi làm mới chính mình đúng không? Thì cũng giống như phiên bản hoàn hảo thôi. Các bạn đến đây để làm mới những ca khúc vốn đã quen tai, vốn đã cũ. Để làm sao mình cảm thấy có một cái nguồn sinh lực mới, cái nguồn sức sống mới nó dồi dào để mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc thăng hoa hơn với âm nhạc. Và đó cũng chính là tính chất của chương trình hôm nay. Ngồi vậy cho nó nữ tám ta thấy bên kia ngồi. Mình chịu không nổi, mình cũng phải ngồi theo. Chị Chanh giờ vậy nè. Ngồi giờ chắc mỏi lắm hả? Chỗ mà anh ngồi vậy nữa chắc vui lắm giờ. Má trời ơi. Thấy sao? Trời ơi, cái ca bên đây là khó coi nhất nha. À, cái này là bông sắc. Này bông dừa. Bông này bông... bông bèo. Bông bèo. À, ba vị giám khảo vui quá chị Chanh ơi. Phiên bản hoàn hảo của mình là như vậy, mình sẽ cover là những ca khúc khác đi. Okay. Ha. Vậy giờ nè, thử thách chị chút xíu nha. Chị thì cũng là người phá phách nghịch ngợm. Chị có thể nào chị tự cover lại một ca khúc nào đó của chính chị, hoặc là của Mỹ Tâm, hay là của bất cứ một ca sĩ nào khác theo một cái phong cách, một cái dòng nhạc hoàn toàn khác với cái bản gốc được không? Các bạn thích bài gì? Trống vắng đi các bạn. Đúng rồi. Trống vắng mà bây giờ bolero đi các bạn nghe không? Trống vắng. Trống vắng chiều nay hả? À, em thích bài gì? Thế chị hát bài Nếu Như Phải Cách Xa gì đó kìa. Nếu như mà hát cái bolero đi dễ hơn. Nếu như phải cách xa, chắc anh đâu biết là chờ anh em buồn theo ánh trăng. Tài. Hay quá. Cái này là cover theo phong cách giọng cổ. Chị hát bựa là là được, được. Là được hết. Chờ chanh chúa bựa mà. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với vòng thi đầu tiên, vòng thể hiện.
Đó, nãy giờ vui vui, giờ bắt đầu vô căng nè. Đó. Mình sẽ coi những cái đoạn clip giới thiệu về các thí sinh. Sau đó mình sẽ đoán xem coi các bạn ấy sở trường là dòng nhạc gì. Kết thúc phần thi của 4 thí sinh. Nếu như giám khảo nào mà đoán đúng được nhiều hơn á, thì sẽ lựa chọn một trong số 4 bạn ấy bước vào vòng trong. Và một bạn còn lại thì sẽ do sự lựa chọn từ 100 vị khán giả có mặt tại trường quay. Và bây giờ sẽ là đoạn clip giới thiệu về thí sinh đầu tiên. Gì vậy? Trời, tôi hòa tắc kết giao bất chính à, chẳng vì tình luật pháp thái nghiêm mà mình à. Trời ơi, mở màn chương trình cho một ông tướng ra nhép giọng của anh Kim Tử Lâm nữa mà tự nhiên rồi hóa trang lên rồi tự nhiên nhép giọng vậy, người ta đoán cái gì? Thì giờ đó đoán đi, chắc chắn ông này là ông phải dâng cái lương rồi. Có coi một chương trình nào đó thấy Quang Dũng đánh trật hoài à. Bây giờ chương trình mà có quyền đánh trật đúng không? Có sao đâu chị. Đó có sao không? Thắng thua là chuyện bình thường. Đoán trật có đoán đúng sai không? Là cái điều bình thường. Có quyền đánh trúng không? Nhưng mà có mất 50 triệu có bình thường không? Không, chị không có được nhận 50 triệu đó, chị yên tâm. Vậy hả? Được mình nhận quá nha. 50 triệu là chị ơi. Trời ơi, chị Trang ơi, chị quá ra, chị nhận lời tham gia cho mình. Trời ơi, chị tưởng được 50 triệu à. Lần đầu tiên có một cái giám khảo khách mời mà ngây ngô vậy. Thì được thì mình lấy, không được thì thôi. Tự nhiên giờ nha, mặt sụ xuống rồi nha. Sụ người ta biết mình quê, dạ. Mình bị tông đơ, dạ. Mình phải cười. Mặc dù mình nói tầm bậy, mình vẫn phải cười. Đây, cái anh bạn này á, clip đưa ra là anh Lăng là một diễn viên cải lương. Nhưng mà thường thường không bao giờ đúng như trong clip hết trơn á. Đôi mắt rất là sắc lạnh. Lạnh. Cỡ chị không? Không biết nữa, mà thấy là có sắc. Có lạnh. Có sao có lạnh là? Có sao có lạnh là tủ lạnh. Có thể là bạn này đã từng tham gia một vài chương trình nào đó mà các bạn ở đây đều là những người tham gia làm giám khảo. Cho nên mới hóa trang để mình đừng có khác biết đi. Đó. Không, công nhận MC có tâm dễ sợ. Có tâm dễ sợ luôn á. Công nhận MC cũng biết suy nghĩ ghê. Không, mình thì không suy nghĩ ra. Nhưng mà tôi biết chắc bạn này không phải là dân cái lương rồi. Đúng rồi. Bởi vì hát một cái đoạn như vậy mà cái đôi mắt bạn ấy không có diễn. Cảm ơn mà mắt phải... Là cái mắt là long lên sòng sọc cho đó rồi. Thế theo anh là gì? Mình bí quá là mình chọn bóp à. Theo sự nhất. Bói toán, theo sự bói toán thì là theo sự suy đoán thì là em nói đi. Chị coi tay em đi rồi chị em đoán nha. Chị nghĩ là tay em là theo hướng gì? Chết cha, Tâm ơi, sắp lấy chồng rồi. Chết được chưa? Vụ này hay nè. Đúng không chị? Mà chị coi được tháng trời cả. Ơi, cái gì vậy? Hai cái bà kia. Bây giờ chương trình đổi qua chương trình mình đoán vận mệnh tương lai à. Lấy gì? Thế lắm rồi đó. Không chịu, mình không nên nói được. Không nên nói à, mình nói tại gì? Sao mình nói là ế quá rồi đó được. Cái chữ đó nó không có hay. Mình phải nói là ôi Tâm ơi, chắc là em chê nhiều người lắm phải không? Em hầm rồi. Ế là xu thế của đỉnh cao. Dạ, ế là xu thế em biết chứ. Nhưng mà mình phải đoán đó chị. Ờ vậy hả? Anh nghĩ anh cũng nôn lắm rồi. Ế là xu thế sao? Trong khi mấy bạn đang quá lạc đề. Giờ rồi. Chị cho anh đoán đi gì đó nè. Tóm lại em không có một cái chút thông tin nào. Thì hay bây là giờ một cái chỉ gì có một cả khuôn mặt thôi. Thì bây giờ với Dũng nè, Dũng đoán pop là một cái dòng nhạc đại trà, đa số nhiều người sẽ hát dòng nhạc đó. Không, hát bolero. Tại sao chị lại chọn là bolero? Thì với khuôn mặt này thì mình cứ đoán đại là đúng Dũng thôi. Tại vì cái 50 người... triệu nó không thuộc về mình. 50 triệu không thuộc về mình, nên mình đoán không có trách nhiệm không chị? Kiểu vậy á. Bolero, đó là sự dự đoán của chị Chanh. Còn Mỹ Tâm thì sao? Bolero luôn đi. Ủa gì kỳ vậy chị? Mình phải phong phú gì? Ý là mặc dù em rất là đồng tình với chị. Hai chị em mình về một kèo đi. Có khi nào rock không ta? Giờ chị nói vậy rồi. Đây có khi rock quá nha. Mình phải nghe đàn chị chứ. Đúng không anh? Bolero đúng không? Em theo chị Chanh. Bolero, ok. Vậy là hai bà này là bolero hết đúng không? Đúng. Chứ giờ sao? Nhưng mà nghĩ rock. Mời mà người ta nói gì đó. Đúng không Dũng? Tại vì biết không, anh phân tích vậy nè. Tại vì có thể là tóc tai như thế nào cho nên là che phải đổ lại. Đúng rồi. Rock đi anh. Rock đi. Rock đi. Quang Dũng đã đổi đáp án vào giây phút cuối. Vậy thì bây giờ mình chốt lại vấn đề nha. Quang Dũng sẽ là rock, Mỹ Tâm và chị Phương Thanh sẽ là bolero. Đây, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của bạn ấy nha. Yeah.
Giờ em biết là mang lá dừa đồ ra là em biết liền. À rồi sao? Rồi, không có róc riết gì đâu. Không có bolero gì đâu. Không cha sẽ là gì đó. Nhạc simili. Gì simili? Rồi mặc đồ vậy mà hát bolero mới hay nè. Em cũng biết vậy nhưng mà chắc cũng không sai quá vậy đâu chị. Không, mình quên nữa mà bạn nam ít khi hát bolero lắm. Cha sẽ hay ra. Và em đã có anh kề bên chiều hơi kiểu vậy hả? Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu du tình và môi hôn thơ đưa dườm dấu trong mưa cơn mưa kêu dài sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo, lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhớ vì tình yêu mong manh hay anh quá yêu mềm. Em có biết anh yêu em? Cảm ơn các em gái che dù nha. Tưởng che dù gì phải ra hát cái bài chia tay trong mưa của chị Chanh chứ. Em tên gì nè? Em tên là Hoàng Thiên Minh Trị. Trời sao tên dài dữ vậy? Hoàng Thiên Minh Trị.
mà thấy ban tổ chức kia cất công che giấu rồi, thật ra bạn này biết rồi, bạn này là đã thi idol trong top 10 năm vừa rồi. Thật mà thật ra anh có thấy mặt em đi nữa anh cũng không đoán em hát dòng nhạc gì đâu, tại vì thật ra mỗi vòng thi của idol là bạn cũng hát một dòng khác nhau mà cũng đâu biết được là bạn hát bằng gì đâu. Không, mối không cần cất công mà giống không dữ cất công với anh lỡ như đoán được sao, thấy quen mà. Anh thấy quen mà đúng không? Quen rồi nhưng mà cũng không đoán được đâu. Quen cũng không đoán được, em quá hay rồi. Không, anh nghĩ thật ra cũng có đầu tư, nhưng mà cũng có suy nghĩ nhiều thứ. Nhưng mà thật ra anh nghĩ cái bài phối với cái cách em hát, cái giọng em hát nó chưa ăn với nhau. Cái bài nếu phối mà hay tưởng chứ. Tượng cái bài phối đó là hay, nhưng bài mà nếu mình hát hay. Nhẹ mà hát bay á, thì nó sẽ hay. Cái giọng em nó hơi rác, nó cho nên là cái nếu mà với giọng em thì nên làm một kiểu rock hay gì đó thì nó đúng ý anh hơn, thì anh có điểm anh cũng vui hơn. Vậy thôi, anh nghĩ là cái tiết mục này chưa thực sự hòa quyện giữa cái giọng hát và bài phối. Cảm ơn Quang Dũng. Em phải có một cái cách hát, cái giọng gió em mạnh á, chị thấy cái giọng gió em rất là tốt, nhưng mà lúc em hát thật là yếu hơn giọng gió. Mà cái kích trống của cái bài này là cái tiết tấu rất là mạnh, cho nên em phải hát mạnh hơn một xíu nữa. Thường người ta giọng gió không mạnh bằng giọng thật, nhưng em lại hát bị chổi. Như đó là một cái cách hát nó bị, có nghĩa là giống như sở trường bao giờ cũng phải mạnh hơn sở đoạn. Em này ngược lại, sở đoạn lại mạnh hơn, nhưng mà giọng gió nó có chút xíu à, nó chỉ có mấy nốt à. Trong khi nguyên cái bài là em phải chinh phục mọi người bằng nguyên cái bài mới đúng. Thấy không, cách hát nó bị lệch, bị sai á. Nãy mà em hát rock là anh có quyền rồi. Đâu có ai có quyền đây đâu. Rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Như vậy là với tiết mục vừa rồi thì ba vị giám khảo của chúng ta chưa được điểm nào cả. Đó, bớt hùa về nhau một phe đi, biết đâu mình có cơ hội rồi, thấy không? Ha. Chị Chanh em nghĩ vậy nè, hồi nãy giống như là mình mới chào khán giả thì mình điệu chút cho đẹp ha. Nhưng mà giờ khán giả quen mặt mình rồi đó chị. Thả dáng đi chị. Thôi thả rồi nè. Thả dáng đi nha. Thoải mái đi. Ngồi men đi. Đàn ông lên đi, đó mới là Phương Thành. Ok. Và chúng ta sẽ đến với thí sinh thứ 2. Hai cô gái dễ thương. Nghi hát kiểu vậy hơi quá. Một em gái thì là cái gương mặt có vẻ là nghịch ngợm, lanh lợi. Còn một em thì cái mặt giống như là hát bolero, dịu dịu. Cái tách chống tay giống như Mỹ Tâm giờ vậy đó. Mà bolero hai nữ sao mà hát bolero khó không thì đâu. Hoặc là dân ca trữ tình gì đó. Không. Chắc không là hát nhạc mạnh. Tại vì có một cái cô mặt hơi vuông vuông, nhìn rất là bản lĩnh, mặt rất là li li. Cái em mà mặt xinh nhìn lanh lợi đó. Mặt vuông mà trời sinh ra vậy chứ đâu phải là hát nhạc mặt nó vuông. Sinh ra vậy nhiều khi là giọng hát khác đó chị. Ủa vậy hả? Cảm giác là giống giống ra được kiểu giống bạn vậy hát cái gì á. Ra tại vì không lẽ mình cứ đoán với nó hoài, nó cũng kỳ thiệt á. Muốn cái gì khác lắm luôn á. Hip hop đi, dance đi, hai cô gái nhảy cũng được vậy. Thì đúng rồi, thường thường là nhảy là được. Chắc nhảy quá thôi, đoán hip nhảy hop đi. Hip hop. Nhưng mà chị thấy em có một cái cô gái cái mặt dịu lắm, cái mặt mà trữ tình lắm, thì liệu rằng cô hát hip hop được không? Được chứ. Mặt là trời sinh thấy ra anh đại nó vậy mà phản mà. Biện lại là biết là được rồi. Giờ hiểu nhau dữ vậy luôn đó hả? Em làm mấy số rồi mà chị? Thấy không, mình bị lộ hết rồi. Vậy em quyết định có nhạc xuồng, gì? Có ghe, có chèo, có trống gì không? Em nghĩ là thôi. Chị hay đoán đại lắm. Hay là nhạc dance gì đó. Hay là cái cảm giác đầu tiên của chị nghĩ là gì? Là giống lắm á, giống dance. Dance đi. Dance là Mỹ Tâm rồi, dance là Mỹ Tâm rồi. Như vậy chị Chanh cái gì khác đi. Cải lương đi. Hả? hai người cái bài hát khó lắm chị ơi. Chị còn sao? Nam nữ còn dễ. Thôi hip hop, trở về hip hop lại. Hip hop. Quang Dũng. Cũng khó chứ không? Quang Dũng bolero. Không bóp nữa, chán. Hay là thính phòng. Bóp rất là chán. Bóp thì lại thính phòng. Nó kỳ lắm. Thôi dân ca đi. Dân ca, đó là ý kiến của xa Quang xa Dũng xíu. Mỹ Tâm là dance, còn chị Thanh đó là hip hop. Chúng ta đến với phần trình diễn của hai cô gái này nha. Khó nữa. Trời. Này mình xuống phong độ quá. Chị có pop. Đoán mấy lần trúng mà kỳ quá, mày đổi. Mà đổi thì nó không trúng vậy. Biết đổi là nó không có trúng mà.
xuồng ghe gì kéo ra đi rồi em ơi. Thôi, biết lên mới biết. Jazz, Blue Jazz. Cơn mưa sao hết ngày chỉ còn mình em ngủ ngơ một chiếc cơn mưa đã cho yêu thương không vội vã. Mưa ngoan dấu hết những nỗi thẫn thờ này, thương em đi giữa đêm lạnh khoảng trời một mình, bỏ lại tình mình theo làn mây. Chuyện quá vậy ta, đã qua rồi. Mùa đông ơi nhưng mùa đông còn ấm, mình còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm đến trong những nỗi nhớ vẫn vơ. Ngày tình đã chết qua đi cứ lưu nương đồng trời, ngày tình đã hết giờ còn gì trong ngày xa muôn những vỡ nát khi yêu thương như đã khô cằn. Giờ này anh quay đi cho tim em thôi lạnh giá. Và Quang Dũng, Mỹ Tâm, tại sao Phương Thanh thích? Tại sao chị Thanh thích hả? Thích hai bạn này. À, có bạn giống giống gì xưa hả? Giống sao? Chị hả? Có cái cuốn chặt chặt gì giống chị hả? Hát thì chém chặt, chém gió giả mang. Đi rồi nọ, giống giống vậy hay sao? Thôi chị nói luôn đi, chị đố. Rồi, tại sao? Quan sát diện mạo thì không thấy giống chị Chanh lắm đâu. À, không biết chị Thanh thích cái gì đây? Thoải mái, tự do. À, bước đi hai hàng, vai thì ngang, muốn làm gì thì làm. Chị thích thôi, vậy là thích rồi. À, mà đúng là em phải đoán blue jazz, em đoán jazz rồi này nọ được. Tại rồi tự nhiên em đi đến nhạc dance, trời ai hát nhạc dance. Anh mới nói anh chàng ơi dân ca em quên dân ca có ai tóc ngắn ngắn gì đâu. Cả ba người đều chơi rất là lớn và bị hố. Dạ bọn em là mashup hai bài, đó là bài Vết Mưa và bài Đông ạ, trên cái nền nhạc cha đó và tìm những cái câu cả hai bài đều là 68 luôn, kiểu blue jazz nên là nghe là giống như đúng là như một bài, nhưng mà đúng là có hai bài thật, bài Vết Mưa với bài Đông, nó cũng qua mùa đông hết rồi chị, mưa đông tới đông rồi. Nên hai bài cũng cùng điệu nhạc luôn, mát lại cũng tưởng bài vậy là hay rồi. Dạ, nói chung là hay. Em có chấm 50 triệu cho người ta không có? Dạ không, em đâu có quyết định được đâu. Chưa quyết định hả? Em không thắng được là em không có cho vô được. Còn không là khán giả là người quyết định. Nếu mà mình trắng tay đó chị. Thế thì mọi người thấy sao? Chưa, còn nhiều. Chưa, còn 2 cái cục nữa mà chị nôn quá à. 50 triệu của người ta chị quên. Chứ mình không bệnh. Chị nôn quá. Giống như chị làm giống như chị sắp ra ngân hàng lánh tiền đó rồi đó. Nghe tới 50 triệu quản hồn. Giờ chị thấy tiết mục này của hai em sao chị Chanh? Hai em hát với một cái tinh thần rất là tốt.
thật sự cái tinh thần rất là tốt, truyền tải được cái cảm xúc của bài hát. Nhưng chỉ có điều là chị muốn tụi em hát máu lửa hơn nữa, mạnh hơn nữa. Nữa hả? Nữa chứ. Vậy em thấy là mạnh lắm rồi đó. Không, cái này nội tâm trong cái nhào, dòng nhạc này rất là mạnh, sâu sắc lắm các bạn. Vậy cho nên chị chọn em đi rồi em vào trong em hát. Chị đang không có quyền. Trời ơi, không có quyền, tôi tại có quyền. Tại sao em không hát những hòm đi cho chị chọn? Nói nghe nè, giám khảo phải có điểm mới được quyền chọn. Còn bây giờ mà các em làm giám khảo không đoán được thì khán giả mới là người chọn các em. Nãy giờ coi như không có quyền gì hết trơn. Không có quyền hạn gì hết trơn trời á. Giờ góp ý cho em vui thôi đó. Ủa vậy thôi, vui thôi, giống nãy vô. Dạ đó. Vui đó. Chị, ở đó tụi em hát vui rồi, chị thấy vui rồi. Về bài này thì chị không nói về cái phiên bản cover, bởi vì nó thật ra là nó cũng gần như bản gốc rồi, cho nên chị không nói về phiên bản cover. Nhưng mà chị nói về hát thì tụi em mang lại cái sự thoải mái đúng với cái kiểu nhạc này. Nhưng mà theo chị nghĩ là cũng nên có bỏ nhỏ nữa, có những cái đoạn này nên bỏ nhỏ một chút xíu nữa, và sau đó mình đẩy lên trên thì chị nghĩ nó cũng sẽ càng hay nữa. Nhưng mà chị rất là cảm ơn hai em đã mang một cái tiết mục như chị cũng thích cái dòng nhạc này, cho nên là chị cũng khá thích tiết mục của em. Cảm ơn giám khảo Mỹ Tâm. Mời Quang Dũng. Anh cũng thấy cái tiết mục này, nếu mà gọi là về thi âm nhạc bình thường thì là một tiết mục hay, tốt. Hai em hát tốt và trình diễn cũng rất là tự tin. Và anh cũng bất ngờ, thật ra anh cũng biết Ngọc Ngà thì hồi thi đó chỉ được có cái giọng tốt thôi, thật ra kỹ năng biểu diễn gần như không có gì. Thì cách một vài năm mà em như vậy mà em phát triển rất là nhiều. Anh chúc mừng em. Còn về cái tiết mục, anh nghĩ cái song ca thì giọng Ngà rất là tốt, những cái quãng cao em làm rất là tốt. Làm thì chủ được. Thật ra bạn kia phải tìm một cái đừng đu theo. Đúng rồi. Tại vì càng đu người ta ngày càng là thấy càng đuối. thấy mình non và nó ngộ ra cái bài dựng. Thật ra em nên feel ở những quãng dưới, thế là em bỏ nhỏ rồi này nọ thì cái nó sẽ giá trị cái bài hát, là người ta thấy giá trị của hai người trên một cái sân khấu, cái song ca hơn. Còn nếu mình vẫn đu mà mình đu không lại bạn, mà cái đó trời cho thôi, thì tự giọng nhiên giọng cao mà giọng cao em giọng trung thì nó lại mình lại bị hết, trong khi đó mình có thể tìm một cái quãng khác lợi thế của mình hơn thì nó hay hơn. Nói chung là anh cũng thích tiết mục của hai em. Chúc mừng. Cảm ơn các vị giám khảo và cảm ơn hai em gái nha. Tiết mục thứ hai mà cũng chưa có ai có điểm hết. Chán ghê. Thôi giờ mình ráng mình đoán trúng chút xíu đi nghe. Trúng cho cái cho nó có cái quyền chút xíu phải không? Dạ. Nãy giờ bị mất quyền. Để có quyền mình lựa chọn chị. Chứ nếu không là mình không có quyền lựa chọn, để khán giả lựa chọn ráng đó. Ráng một lần nữa coi sao. Ráng nha. Thí sinh thứ ba. Ai đi theo em mấy lần? Trời. Phố mưa. Nhạc bóp nữa rồi. Mưa bay theo em áo dài. Đón đưa bolero không? Hồn tựa là mưa. Nhìn cái mặt là thấy bolero rồi. Mưa vọng hát. Sao các anh chị, các bạn suy nghĩ về cái khuôn mặt hồi nãy? Không lẽ bolero trời. Bóp thôi, chỉ có hai trường hợp. Đúng rồi. Pop thôi. Chắc anh đẹp pop rồi. Rồi thôi, ba người một dự án đó, một đáp tại án. Không được chị tự vô. Quyết định. Ủa không được quyết luôn hả? Mình lại sai đều. Mình sai đều hết không à, được ba hả? Người, mỗi người chia ra ba dòng thẻ đi khác nhau đi. Để mà còn có cơ hội. Có ủi nhiều. Em dòng gì? Em dòng gì? Em chưa biết. Suy nghĩ ra nha. Phân tích cái đã. Nhìn cái anh chàng này làm sao? Gương mặt anh sao? Rồi cái miệng, cái khẩu hình khi anh hát làm sao? Về cơ bản thì anh này là hiền nè. Nhìn cái mặt hiền hiền. Hiền nè. Cái mặt này giống như là ở một cái tỉnh nào đó, một em mà cũng hát kiểu trên mạng hay gì đó, cái kiểu kiểu đó. Chà, này da ngăm ngăm đen, chắc là da nắng ngoài đường trung cũng nhiều. À. Chắc chắn vậy. Thì mình đoán miền chị. Miền Trung nè. Miền Trung đi, ở miền Trung đi. Chắc là miền Tây cũng được. Chứ mình đâu có chọn miền đâu, mình đâu có đoán miền. Không, mình đoán từ miền ra mình ra cái dòng nhạc chứ. Đó. Ví dụ miền Trung thì mình có thể là nhạc khác. Miền Tây thì nhạc khác. Cải lương chẳng hạn. Cuối cùng giờ anh sao? Anh có một cái thông tin gì không để cho cái công... Đó, thì anh đang nghĩ là... Cái chương trình của mình nó phong phú hơn. Khi anh nghĩ rằng một cái chàng trai gương mặt hiền hiền như thế này, cái làn da ngăm ngăm như vậy thì chắc là có thể là ở đâu cái miền xa xa, miền Tây chẳng hạn. Miền Tây sông nước mênh mang trữ tình, cải lương đi, dân ca nọ. Đó, theo ý anh nghĩa đi.
Miền Cần Thơ đi, mình để Cần Thơ đi. Cần Thơ chắc đơn ca tài tử quá. Bến Ninh Kiều. À, thiệt á, coi chừng đơn ca tài tử à. Ừ, chị chọn vậy đi. Thì chị đừng có chọn đại thôi hả? Dân ca đúng không? Trung thì thường là... Dân ca, ok. Dân ca. Mình nghĩ pop quá, khả năng pop mà nó cao. Pop. Thôi em nghĩ là chị nên chọn dân ca chị và dân cải ca. Lương. Dân ca cải lương. Rồi, để lỡ có đúng không? Chị Chanh. Thầy còn cái kia. Chị Chanh. Bây giờ chị chọn luôn vậy nè, bolero, dân ca, cải lương vậy luôn. Có quyền là chọn hả? Rồi, lỡ có nhiều bài phố cũng làm vậy luôn á. Vậy mà thật ra là nên cho chọn kiểu cụm. Cụm. Hip hop rap thì chung nhau. Hip hop là rap thì chung nhau. Chị là dân ca cải lương. Bên đây rock rock kia đi. Mà nó hơi hướng bolero xíu cũng được. Cũng được. Còn em thì em sẽ chọn một cái dòng khác hẳn luôn đi. Đúng rồi. Để sai là sai quát luôn. Em sẽ chọn rồi đại khái là giờ cho bạn hát xong đi, em đoán được không? Trời ơi. Chơi gì anh Giang vậy? Thôi mệt quá, anh là chọn gì rồi? Pop. Dân ca cải lương bolero. Rồi vậy thì em sẽ là hip hop đi. Hip hop. Rap hip hop đi. Rap hip hop. Bên đây là pop, bên đây là dân ca cải lương bolero. Dạ, ba trong một. Mỗi thứ một ít mà không có cái đó, một cái. Có khi nào chọn ba cái không dính cái nào không trời? Rõ chứ. Cái chuyện đó bình thường. Thường xuyên hả? Nào, như vậy là chúng ta đã có biết được sự lựa chọn của ba vị giám khảo rồi. Ngay sau đây mình sẽ xem coi các chàng dễ thương này, hiền lành này sẽ hát dòng nhạc gì nha. Gì? Chiều nay mưa trên phố Huế. Đôi ta cách biệt. Rồi chị đúng rồi chị. Trời. Đại khái là nó chạy dài dài nó vậy á. Dù bao xa cảnh trọn đời thủy chung, em ơi nhớ lấy muôn câu. Dù ta xa cảnh. Dù ta xa cảnh, anh vẫn mong ngày ta tương phùng. Oh. Trong nỗi nhớ, gửi em đêm
rồi cơn mưa qua đi. Ngày mai lúc em thức dần, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm bài tiếng Anh nó mới vô mà hát giọng Huế nó mới vô không? Happy day, day my day. Gửi em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển. Dòng nhạc gì? Bolero. À, nghe em gì giống nghe Bolero. Nhạc này á, cái ban đầu mình nói là nhạc pop âm hưởng cổ truyền. À, sau đó thì mình suy nghĩ lại và nói là nhạc quê hương. Về nhạc quê hương thì suy ra có nghĩa khi mà chị Chanh á, chị đoán là ở các vùng miền khác nhau thì vùng miền nào cũng nằm trong Việt Nam thì đó gọi là quê hương. Thì có nghĩa chỉ đúng. Cái bài hát này là của em là mang âm hưởng dân ca miền Trung đúng không em? Huệ đó. Huệ đó ha. Giống như mình đang thả đèn trên sông Hương vậy đó. Huệ thương. Em trai tên gì? Vậy lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới lời chào đến ba vị ban giám khảo và toàn thể mọi người đang có ở đây. Em tên là Thiên Phú. Em tới từ Đồng Nai. À ủa. Đến từ Đồng Nai mà sao hát nhạc Huế? Dạ tại ba em ở Huế, mẹ em Bình Định. À hát cho ba mẹ vui đó phải không? Chào mấy anh chị, thấy làm sao với tiết mục này? Cũng ngỡ ngàng, hoang mang mà... Bài chiếc khăn gió ấm đó. À, bà Duyên đang không? Hát tự nhiên mày, mày có cái câu không. Chiếc khăn gió ấm chứ không là không không, không biết bài gì luôn á. Ra cái bài gì? Không nhưng mà thật ra anh Dũng đoạn đầu mà em nghe cái ở bên kia bầu trời là em nghe nghi rồi. Em nghi thôi nhưng mà tại vì mình không có thuộc bài đó, mình chỉ biết mỗi cái câu đầu tiên với cái câu chiếc khăn gió ấm thôi. Đó, cho nên là mới chờ mãi cho đến nghe cái bài có cái chữ chiếc khăn gió ấm thì đúng đích thị là bài đó. Bài này tên gì? Bài này khăn gió ấm đó chị. Của Khánh Phương chiếc khăn gió ấm luôn. Rồi ta tiếng rằng gió ấm đến rồi đó trời nên coi cao tặng em chiếc khăn gió ấm. Nó có một cái chỗ này nè là tụi em phải đảm bảo về cái phần giai điệu để người ta biết nghe là biết bài đó là bài gì. Em có thể phá cái đoạn A nhưng mà đoạn B vẫn phải giữ của người ta để mình biết đó là cái bài hát đó. Thường là phải cho khán giả thấy quen trước, sau đó mới thấy lạ sau thì nó mới hay. Đúng rồi. Tại vì vô ngoạn thì người ta hoang mang, người ta không biết.
đó, thì các hay người ta thấy bắt đầu mình cái sức sáng tạo mình càng ngày càng phát triển xa, xa dần, bắt đầu nó mới lại trở lại cái câu mô típ của bài đó thì nó nó mới thành công. Cảm ơn Dũng. Mời chị Thanh. Nói chung là em hát cũng hơi nhạt. Cô giáo rồi đó chị. Cô giáo hả? Đàng hoàng trở lại. Không, đang em không, đang thấy là giống cô giáo rồi đó. Được. Được. Cái kiểu đó là ok đó chị. Ok không? Ok ok. Rồi, phát triển luôn. Phát triển. Em hát á thì cái giọng hát có cái hơi tình cảm trong đó, nhưng mà cái tình cảm nó cũng phải có một cái sự sâu sắc. Phải đặt cái tâm hồn của mình vô đó nữa. Để thu hút người xem, người nghe là mình phải tạo nhiều cái cảm xúc khác nhau. Thì em hoàn toàn là hát mà em bị nhát á, tức là em bị nhát, chưa có thực sự là một sự thoải mái trên sân khấu để hát, để mình truyền tải một cái bài hát. Hoàn toàn em còn nhát nhiều lắm, cho nên cái sự truyền tải em đi chưa được đã và em không có thu hút được người nghe. Mọi người đang nói rằng em bị hơi nhát sân khấu và còn hơi thiếu tình cảm trong cái giọng hát cũng như là trong cái diễn xuất của mình. Nào giờ có đi hát không hay là chỉ là lần đầu tiên lên sân khấu lớn như thế này? Dạ có đi hát đường phố. Hát đường phố là sao em? Dạ, hát trong đường phố. Hát trong đường phố, tức là anh thấy có những cái bạn hát trong đường phố, ví dụ như là hát vừa bán kẹo kéo, thì đó có phải là công việc em đang làm hay không? Thường em hát đường phố thì em hát dòng nhạc gì? Dạ bolero luôn anh ơi. Bolero luôn hả? Dạ. Tức là khi mà em hát đường phố, tức là mình có bán gì không? Bán kẹo kéo. Trời ơi, bán kẹo kéo tao hát là phải ngon lành, vô mỗi một câu cất ra là một cái kẹo, mỗi cái câu hát cất ra là một cái kẹo. Em biết không? Nếu chiều nay không có anh, chị Tâm mua cho em cái kẹo kéo đi chị Tâm. Nó phải là như vậy. Em hiểu không? Cất một cái tiếng hát, một cái câu hát ra là câu thứ hai, ai sẽ đưa em hai cây đi chị Tâm. Nó là phải là như vậy. Đúng không? Phải là như vậy nha em. Tại vì thật sự ra bán kẹo kéo mình hát đường phố nó là mưu sinh. Mưu sinh, cho nên mình phải đặt cái tình cảm của mình vô đó. Người ta thích mình, mê mình, để người ta mua kẹo kéo cho mình. Cũng giống như chị trên sân khấu cất tiếng hát lên, mọi người có thích chị mới có show chứ. Mình không phải là quá tính toán, nhưng mà mình phải đặt hết những cái tâm hồn mình vào đó, thì người ta mê mình, ngày hôm sau mình quanh lại cho đó mình hát nữa. Nếu mình hát quá nhạt, mình rất là khó buôn bán. Dạ, cảm ơn các anh chị rất là nhiều, nhưng mà cũng thông cảm cho em đó. Dạ, cái sân khấu đường phố với cái sân khấu ở đây trong phim trường, với bao nhiêu ánh đèn, bao nhiêu máy quay, thì nó cũng là một cái khoảng cách khá xa. Nhưng mà hãy nhớ những lời chị Chanh, chị Tâm và anh Dũng góp ý cho em ngày hôm nay nha. Có thể sẽ là một cái hành trang rất tốt cho em sau này. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn. Và với tiết mục vừa rồi, xin được vui vẻ và long trọng thông báo giám khảo Phương Thanh được 1 điểm. Yeah, trời ơi. Còn một tiết mục nữa thôi, hy vọng rằng các vị giám khảo sẽ tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau để thăng hoa nữa nha. Thí sinh thứ tư. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another day. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in the back. Phải công nhận bạn này nhép rất có tâm. Hát nhép thôi mà gân cổ nổ cục vậy nè. Trời ơi, lỡ người ta hát thiệt sao? Dạ, tại vì người ta biết cái bài đó. Dễ gì mà chương trình ta hát thiệt ở đây lâu rồi. Giống kiểu đó là giống Underground. Em nhớ cái bé này là hồi nào đây nè. Cháu em có đưa coi trên YouTube. Coi cái bạn này hát cái bài gì, con trâu gì á. Có phải không? Em ở nhà quơ mới lên, em ở nhà quơ mới lên. Nhìn con trâu nó đi em, từ con trâu nó phi. Trời ơi. Thế kìa. Mà em thấy cũng sai. Không phải, nhìn xe hơi nó đi. Nhìn xe hơi nó đi, em tưởng con trâu nó phi ấy. Ở nhà quê mới lên em đâu biết gì. Rồi đoán đi. Rồi em chỉ biết con bài đó thôi, đâu biết mà hát nhạc gì đâu. Nhưng mà giờ mà ông đi thấy sao? Ốm đúng không? Ông này kiểu ông rất là kiểu giống như là sẽ có một cây đàn guitar đó. Mà ông quẹt, ông hát. Em không biết thôi đó, mà coi được có mỗi cái YouTube đó thôi. Mà tài bé này hơi giống cháu em, nó ốm teo, ốm tông vậy đó. Nhưng mà chưa chắc đâu, nhiều khi là cái nội lực bên trong khủng khiếp lắm mà. Rock có thể. À mấy ông ơi. Rồi rock thì mình chọn nha. Giống thì mình rock thì mình chọn nha. Thì giờ chị chọn đi, mời chị trước.
chị là khách. Cứ dính vô rót là chọn nào. Nãy dân ca mình trúng rồi, giờ có trật thì mình cũng thắng rồi. Dạ mời chị. Chị chọn gì nè? Rót. Rót. Không mà bạn này đọc rap được luôn nè. Anh nghĩ hip hop rap là. Hip hop rap là ok đó. Thôi vậy thôi, để chị chọn rót hip ha, rót hip hop rap đi. Giống nãy đi. Chị ơi chị. Đồng nó khác nhau nhiều lắm chị. Nó khác xa đó chị ơi. Cái đó nó không liên quan. Thì miễn sao đạp vô cái mé được rồi. Rồi bây giờ em cho chị thêm cái mà có thể liên quan được. Pop rock. Là hát pop cũng dính rock, mà rock cũng rock. Dính okay, cho được. Chị pop rock luôn. Bop rock. Bop rock. Ê, cái, này là, rock. Cái này là Mỹ Tâm đưa tôi đạp vô một giờ nghe. Đúng không? Em là em rất là thích khách mời. Em là người nghệ sĩ thân thiện. Thân thiện. Là, có khách mời tới là em đưa chi tiết qua. Mà không trúng em cũng làm cho trúng nữa. Hop rock. Vậy là được cái mé, giờ vô được một chân rồi. Sẵn thể Quang Dung đạp tôi vô luôn đi. Rồi pop rock nha. Vậy đó đủ rồi chị. Rock pop rock rồi, quá đủ rồi. Em là rap hip hop. Rap hip hop. Dũng anh là sao? Anh cũng nghĩ rap với hip hop á. Em với anh chọn chung đi. Chọn chung. Nhưng mà lỡ như em với anh mà thà như... Mê gái. Không chị. Thôi hai đứa mình là một rồi Dũng. Cho nên là nếu như em chọn trúng một điểm đúng không, hai đứa mình cũng coi như cũng là điểm của nhau. Trời ơi là... Mỹ Nhân kế của bến người rồi. Anh cứ chọn cái khác đi, anh sai khó không chọn sao. Lắm. Cái ông này khó chọn, không chọn gì. Chẳng lẽ acoustic, ông đánh guitar ra không? Thôi anh chọn acoustic đi. Em là rap hip hop. Em là rap hip hop. Rồi, acoustic. Rồi, sau thời gian đùng đẩy lẫn nhau, cuối cùng Quang Dũng đành phải nhượng bộ cho Mỹ Tâm và chọn acoustic. Mỹ Tâm là rap hip hop và chị Chanh pop rock. Pop rock. Vậy thì mời tất cả mọi người chúng ta cùng xem chàng trai này biểu diễn. Gì đây? Được cái mặt áo bà ba ra nè. Rồi cái gì vậy? Rock. Có thấy mặt vàng trống nữa hả? Gì vậy trời? Pop rock đó chị, là em nói gì rồi? Đúng rồi, rock. Trời ơi, đi thi thì rớt mà vô đây thì thắng. Chị ngồi bên cạnh em là chị phải thắng. Yeah. Em nói mà. Tuổi thơ em biết mơ mộng. Vẫn là người bơ vơ.
Quá tuyệt vời. Nãy giờ cái tiết mục này là dễ thương nè, tôi thích nè. Trời đất ơi, Hòa My tóc nâu. Dạ. Bài hát của Hòa My đó. Em quá thích chị. Hát về Hòa My mà thôi, trong đâu anh Tị hồi nãy có nghe chị Chanh dễ thương đúng không ta? Dạ đúng rồi, có phải không? Anh Dũng đẹp trai, anh Dũng đẹp trai. Cái chỗ đó nó hơi sượng sượng á, tại nói không đúng sự thật á. Còn đây mày hỏi lại rồi nếu mà có. Ngày hôm nay Họa Mi thật đáng yêu. Ngồi bên anh Quang Dũng đẹp trai. Và bên đây chị Chanh người đâu mà dễ thương. Trời ơi. Dạ. Hãy nghĩ là ông này là ông đúng chủ đề nhất nè. Đúng rồi, chính xác. Cái kiểu của chương trình yêu cầu nè. Em, giới thiệu về mình cho các anh chị biết đi. Dạ vâng ạ, em xin giới thiệu với vị giám khảo và tất cả các khán giả ở đây ạ. Em tên là Tô Mạnh Linh ạ. Và mọi người thường gọi em là Linh Ly ạ. Linh Ly. Tại sao là Linh Ly? À vâng ạ, Ly là L-E-E ấy ạ. À chứ không phải cái Ly. Dạ vâng đúng rồi ạ. Tưởng đâu em ốm ốm cái người kiểu như cái Ly. Mà hát mạnh mẽ quá đúng không? Mời không chịu hơi bất ngờ. Còn ông nhảy cái cú dễ thương quá. Ông quẹo vậy đó. Mà em sợ té đó chứ. Thiệt á. Tại nó ốm quá vậy biết không trời. Nhiều ký. Em cái cảm giác em bị té em gãy xương á. Đâu mà em có bị té đâu ạ, đấy chỉ là một skill thôi ạ. Em à vâng ạ. Em được biết em là một ca sĩ mà hát trên mạng đúng không? À, và em có đi diễn bên ngoài sân khấu chưa hay là chỉ làm những clip rồi để trên mạng cho các bạn xem thôi? Dạ thực sự thì em cũng vừa có đi hát cả bên ngoài nữa và đồng thời đó thì em cũng quay những clip cover của em và những cái bài hát em viết hoặc là những bài hát mà em yêu thích ạ. Thì cũng rất là may mắn được các bạn ủng hộ ạ. Và thực sự là ngày hôm nay thì là lần đầu tiên em được hát trước hai thần tượng mà em rất là hâm mộ từ bé và anh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và em cảm thấy rất là bối rối. Hạnh phúc ạ, vâng ạ. Và bối rối bởi vì là cả hai chị, em thật sự là em cảm thấy em là may mắn khi mà ngày hôm nay em đúng vào số của chị Phương Thanh. Bởi vì hai chị là đã gắn liền với tuổi thơ của em rất là nhiều. Và đây mới chỉ là bài hát của chị Tâm thôi. Nếu mà được vào hôm sau em sẽ hát tặng chị Thanh nữa ạ. Ta có quyền đúng không ta? Ta đáng chúng ta có quyền không ta? Đúng không? Một câu nói đầy gợi mở. Bài này là em tự nghĩ ra hay là có ai giúp không? Thực ra thì là ý tưởng thì em cũng có cùng với bạn của mình thì lên ý tưởng là phối theo kiểu rock cho bài này. Và phần rap thì em cũng tự viết và những cái thay đổi, những cái feel thì em đều tự nghĩ hết ạ. À, cái phần rap thì cũng rất là thích trên cái nền nhạc rock như vậy và nó làm cho mình cảm thấy là nó quen mà nó lại lạ. Nó làm cho mình cảm thấy rất là thích. Cái bài này đúng với chất nghĩa là cover và làm một cái phiên bản hoàn hảo của em. Đây là một cái, chị nghĩ là một cái phiên bản cực kỳ hoàn hảo của em và em đã làm ra một cái bài Họa Mi Tóc Nâu cực kỳ dễ thương, cực kỳ hay. Chị rất là chúc mừng em. Cảm ơn chị, cảm ơn rất là quan tâm. Nói chung là một tiết mục khi mà đã không hoàn hảo đó thì mới nói nhiều. Còn mà nó hay rồi đó, mà đã được khen rồi đó thì chị cũng khen luôn. Vậy là cũng nói nhiều đúng không chị? Ủa vậy là nói nhiều hả? À, hoặc là hay. Hay, phiên bản hoàn hảo, ok, nếu có quyền. Ồ, có quyền rồi đó phải không? Đúng rồi, chị đang có quyền. Chị muốn gặp em ở trong vòng trong. Đó là lời hứa hẹn của giám khảo Phương Thanh. Có quyền mới dám hứa, trời ơi, đoán trật đi được, có ai cho quyền đúng rồi. Mời Quang Dũng. Thì cái tiết mục của em là rất là thú vị. Thứ nhất là không khí từ những cái từ cái bài phối đầu. Mà anh nghĩ em phải cảm ơn cái người mà phối cái bài này, cái ban nhạc của em. Và em có một cái chất của nghệ sĩ, thật ra kiểu giống như em cũng có máu điên á, cho nên là nó em rất là tự tin những cái điều em làm. Nó điên giống như hai nói hai đứa mình. Cái điều đó là cái điều thú vị và thật sự em là một cái người nghệ sĩ mà anh nghĩ là có thông minh nữa. Xin cảm ơn ba vị giám khảo với những lời khen tặng dành cho em và chúc mừng sự thành công của em cũng như là tất cả những người bạn của mình. Cảm ơn em. Với tiết mục vừa rồi, giám khảo Phương Thanh ghi thêm được 1 điểm, chúc mừng. Yeah. Chị cho anh vui không chị? Vui. Dạ, thể hiện cho em thấy chị vui. Yeah, đó. Vậy chị hả? Sẽ là giám khảo duy nhất được chọn một trong 4 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Và tấm vé còn lại sẽ thuộc về 100 bạn khán giả nha. Bắt đầu suy nghĩ đi chị.
giám khảo Phương Thanh đã có sự lựa chọn của mình. Và đèn dừng lại ở khu vực nào, vị trí nào thì bạn đó là người đã được chị Phương Thanh lựa chọn. Minh Trị, Ngọc Ngà, Thiên Phú và Linh Ly. Bắt đầu. Phương Thanh đã giữ đúng lời hứa, đã chọn bạn Linh Ly đi tiếp vào vòng trong. Còn bây giờ, 100 khán giả có mặt tại trường quay chuẩn bị sẵn sàng để làm việc của mình. Đó là hãy giúp tôi chọn ra một trong ba thí sinh còn lại. Ai là người các bạn cảm thấy xứng đáng nhất để có mặt ở vòng tỏa sáng? Bắt đầu! Tấm vé cuối cùng sẽ thuộc về... Cô gái nhỏ của chúng ta xúc động rơi nước mắt. Em ơi, hãy vui lên nha. Các bạn khán giả ở trường quay, 100 bạn ở đây yêu mến em cũng như là người bạn của mình và đã quyết định đưa em vào vòng trong. Bây giờ mời Ngọc Nga cùng với Linh Ly có thể vào trong để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Còn Minh Trị đến đây với anh Thiên Phú nữa. Đây, hôm nay mình đến với chương trình nghe được rất là nhiều những lời chia sẻ của các anh chị. Chắc hẳn là em cũng đang rất là vui và hạnh phúc đúng không? Còn điều gì muốn nói với các anh chị trước khi chia tay không nào? Dạ, hôm nay em thật là vinh dự khi được gặp các anh chị và có những lời khuyên tốt. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ có mặt trên những sân khấu lớn nha, để có thể góp tiếng hát của mình mang lại cho quý vị khán giả nhiều tiết mục thật là hay. Cảm ơn em. Rồi, Minh Trị thì sao? Dạ, rất là cảm ơn các anh chị, cảm ơn các bạn ở đây để làm một cơ hội để em quay lại sân khấu hát một lần. Rồi, cảm ơn hai em Thiên Phú và Minh Trị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thứ hai, vòng tỏa sáng. Ở vòng thi thứ hai này thì chị Phương Thanh sẽ trình diễn một ca khúc nào đó và sau đó chị sẽ quyết định xem bên nào, có thể là bên của bạn Ngọc Ngà hoặc là bên của bạn Linh Ly, bên nào hát trước tùy ý của chị, sẽ cover lại chính ca khúc đó và chị sẽ là người đưa ra quyết định lựa chọn xem tiết mục nào, bạn nào xuất sắc nhất để nhận số tiền thưởng của chương trình là 50 triệu đồng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của ca sĩ Phương Thanh. Mười mấy năm Phương Thanh hát lại bài hát này. Đừng buồn anh hỡi, bận lòng chi nữa, hỡi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau, chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ, em đã biết, biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã Yeah.
bây giờ là mình chỉ định đúng không? Dạ, đúng rồi. Suy nghĩ cái đã. Hỏi bạn nào muốn hát trước. Bạn nào muốn hát trước nè, đó Mỹ Tâm hỏi nha. Rồi thấy cái tinh thần bên này ngon hơn đúng không? Em hát trước nha. Chị mời em ra đây luôn. Ôm cái được không? Trời còn hơn thế nữa. Ai ôm ai? Ai ôm? Là em ôm chị ạ. Đó em ôm chị. Trời ơi. Đừng buồn em hỡi, khi lỡ nói yêu anh rồi. Bận lòng chi nữa, hỡi em xin hãy quên anh đi. Giây phút bên nhau, em sẽ quên mau. Riêng anh giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có những giây phút cho điều dại khờ. Và anh đã biết em sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Anh sẽ không quên giây phút. Anh đã trao em nụ hôn ấy. Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca anh đã viết riêng tặng em. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia. Và đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa. Chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối. Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca anh đã viết riêng tặng em. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia. Đâu chỉ riêng anh. Chẳng trách em khi ta đến bên nhau tình yêu rồi. Chỉ còn lại chúng ta, kỷ niệm giờ đã qua, một thời. Chị hay quá vậy? Chị phải giấu cảm xúc lại. À đúng rồi. Đừng buồn anh hỡi, khi lỡ nói yêu em rồi. Bận lòng chi nữa, hỡi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ. Và em đã biết ơi. Nụ hôn ơi. Và em biết
Cảm ơn các em. Nào mời hai em gái đứng qua đây với anh. Vừa mới nghe hai bản cover của ca khúc của chị Chanh Một Thời Đã Xa. Cái ca khúc này một thời em cũng rất thích chị Thanh ơi. Đó, nhưng mà bữa nay nghe các bạn ấy hát với một cái màu sắc nó cũng hoàn toàn khác. Chị thấy sao chị? Thật sự ra thì khi nghe các bạn hát lại các bạn thay đổi hết á. Thanh vui lắm các bạn, rất là hạnh phúc. Bởi vì các bạn có thể là phối khác đi, hát khác đi. Các bạn trẻ, các bạn có quyền làm thay đổi tất cả mọi thứ. Chị cũng chuyên môn sáng tạo mà còn chế lời nữa cơ. Và cái sự thay đổi đó, có nhiều hay ít thì cũng phải tùy vào cái khả năng của mình. Chứ còn đối với Phương Thanh mà các bạn hát lại bài của Phương Thanh thôi là Phương Thanh đã quá hạnh phúc rồi. Cái bài này cách đây bao lâu rồi? Em nghe bài này lúc 8 tuổi á. Là. Cái bài này thời còn sủng nhí. Dạ, thì em nghĩ là cũng tầm 18 năm đó chị. Hơn chứ, cái anh nghĩ cái bài này là khoảng 18 năm đó anh, cỡ đó 20 năm, 97. Tại vì anh nhớ 97. Thời làng sóng xanh đó chị. 97, 20 năm. Thì các bạn có thấy là Phương Thanh khi mà các bạn hát lại cái bài nên các bạn thấy mặt Phương Thanh không? Bay luôn, lắc, múa xua luôn. Khi mà chị hát tụi em cũng còn thấy bay nữa nè. Bay không? Bay, cảm thấy là ung sùng lắm. Cảm xúc lắm. Cảm động. Rất là cảm động. Yeah. Bởi vì cái thời gian nó quá dài. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã hát lại bài của Phương Thanh. Và nhắc lại một cái thời mà Phương Thanh cũng trẻ như các bạn đó. Lên sân khấu muốn làm gì làm, muốn hát thì hát. Chưa biết làm đẹp luôn. Thật sự lên sân khấu là hoàn toàn chưa biết làm đẹp. Nhưng mà với một cái tinh thần là cứ thả ra sân khấu là hát thôi. Rất là thích. Và hôm nay các bạn đã cho Phương Thanh thấy lại cái hình ảnh của các bạn là giống Phương Thanh ngày xưa. Hát cũng rất là thoải mái nhưng mà các bạn sáng tạo theo ý các bạn. Rất là vui khi các bạn đã làm được điều đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nói tí xíu, tại vì khi nãy nghe chị Chanh hát lại cái bài đó nó xúc động, nó cảm động. Thứ nhất là khi mà mình còn là một khán giả nhỏ, mình nhớ lúc đó mình 17, 18 tuổi gì đó. Và qua cái thời kỳ mình cũng đi làm show với chị Chanh nữa. Cho nên là nó trải qua giống như nó được tua lại cái thời mình còn trẻ, hồi ức và cái không khí. Còn về các em thì với hai bạn nữ, Ngọc Ngà anh thấy có một cái gì đó, cái khuôn miệng hát có nhiều cái điểm giống như Chanh nha. Cái bạn đó Ngà có. Tức là cái cá tính là em bây giờ em chỉ cần tự tin và điên như chị Chanh là em sẽ tốt hơn. Về cái tiết mục bài của em thì anh nghĩ rằng á, khi mà đổi qua tango với ngày sau là dance á, thì cái đoạn tango thật ra là người ta sẽ thấy cái người nhạc sĩ hay. Nhưng mà nó vô tình tụi em rất là khó làm khác được với cái bài tango, bởi vì mình cũng rất là khó để feel trên cái điệu tango đó, hay là mình cũng rất là khó đổi cái nhịp gì cho nó khác, nó feel hay nó bè cũng rất là khó. Thì cái tinh thần của em diễn tốt nhưng mà cái để người ta thấy nó khác và nó cá tính mình hơn á, để khoe cái giọng hát của mình hơn á, thì anh nghĩ nếu mà nãy em làm cái bài này theo kiểu Uja hay Cha, kiểu giống như cái bài đầu hay là R&B hay gì đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cái người hát, là mình có chỗ mình feel, mình có chỗ mình thay đổi cái bài hát một tí xíu. Còn anh Tư thì em làm được cái chuyện đó, và hay anh nghĩ là chỉ có hồi nãy em hơi run một tí xíu, cho nên là nếu mà em thoải mái, em tự tin hơn thì những cái feel của em anh nghĩ nó sẽ chắc chắn và nó thoải mái. Có những đoạn em hơi run cho nên cảm giác nó hơi bị cục, cảm giác như là em định feel nữa nhưng mà em hơi ngập ngừng ở chỗ đó, sợ feel cái điên uông hay sao á. Nhưng mà anh rất là thú vị cái bài của em, nó một cái sáng tạo, nó vừa phải, nó rất là gần gũi với em và nó cũng đem một cái gì đó mới cho bài hát. Chúc mừng em. Cảm ơn Quang Dũng. Mời ý kiến của Mỹ Tâm. Thật ra thì cũng đồng ý với anh Dũng thôi. Thì cũng lại muốn chia sẻ chút xíu khi nghe chị Thanh hát cái bài Một Thời Đã Xa. Trời ơi, thích lắm luôn á. Tại vì thật sự cũng rất là lâu rồi mới nghe bài này. Mà bài hát này là cùng cái thời điểm mà Tâm mới bắt đầu vào nghề thôi. Cho nên là khi mà chị hát bài đó là em giống là một khán giả. Mình ngồi mình nghe và mình cảm thấy là mình hồi nhớ lại cái ngày hồi đầu tiên mà mình bắt đầu nghe nhạc rồi này nọ. Cho nên là mình cảm xúc ghê lắm. Cho nên là chị yên tâm đi rằng là cái khán giả của chị sẽ mãi mãi chung tình. Nên là rất là thích chị ơi. Rất là cảm ơn chị đã có mặt trong chương trình hôm nay. Đã mang lại nhiều cảm xúc cho chương trình lắm. Rồi còn về phần biểu diễn của hai bạn thì hai bạn nữ thì anh Dũng cũng có chia sẻ và chị cũng thấy đầy đủ rồi. Nhưng mà chỉ có chút xíu về cái phần hát á.
thì tụi em biết là cái nhịp tango là những cái nhịp rất là chắc. Cho nên là khi tụi em hát á, tụi em cái nhịp cũng phải chắc luôn. Chứ mình không thể hát nhạc tango mà lại theo cái cách pop, ballad là không được. Ví dụ như đang nhạc nó đang nhanh, chậm, chậm, chắc, chắc vậy mà tụi em lại hát đãi ra thì nó sẽ không được mạnh mẽ như cái thể loại nhạc mà tụi em đang làm. Nhất là bé giọng mezzo này, alto này. Cho nên là còn về Nga thì là chị thấy là tốt. Nhưng mà chị tiếc nữa là tại sao tụi em không chia bè ra mà tụi em lại hát chồng với nhau. Đó, cái đó là một cái tiếc. Tại vì mình có hai người mà, ví dụ như một mình Linh thì Linh có một cái bè của nhạc playback rồi, ok. Còn tụi em thì lại có như vậy sống luôn thì tụi em lại không chia bè thì chị hơi tiếc chút xíu. Nhưng mà về phần hát thì rõ ràng là Nga là có chất giọng khá là tốt, nó rất là hay, làm cho cái bài nó sáng lên. Còn về phía Linh thì bản thân chị rất là thích cái bài của em, bởi vì nó cũng thổi cái sự mới mẻ vào trong cái bài hát này. Bài này khi mà thật sự cái bản cũ là một cái bản đã hoàn hảo rồi, khó làm cái gì khác được lắm. Cho nên là tụi em là những người trẻ, tụi em lại thổi được cái trẻ của mình vào thì đó là cái điều mà mọi người đang mong đợi. Thì về cái phần hát, anh Dũng cũng nói luôn rồi, thì em hơi bị thiếu tự tin một chút xíu, có thể là run chút xíu, cho nên là vậy thôi. Nhưng mà em biết cách phá cái giai điệu để làm cho người ta vẫn nhận ra bài đó nhưng vẫn thích cái cách phá của em. Đó là cái thành công. Thì chị nghĩ rằng là bản phối của em chị rất thích. Chị trừ cái đoạn nhạc đầu, vô cái beat đầu thì chị chưa thích lắm. Cái bắt đầu từ đoạn B thì chị thích hơn. Rất là chúc mừng các em. Cảm ơn giám khảo Mỹ Tâm. Và bây giờ giám khảo Phương Thanh sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Thật sự ra thì không khó để suy nghĩ, bởi vì là khó lắm. Không sao đâu chị, giữ cái bình tĩnh. Nghĩ. Dạ. Khó đi. Nghĩ. Không khó để suy nghĩ nhưng mà để quyết định hơi khó. À đúng rồi, đúng rồi. Suy nghĩ mình khó rung cái suy nghĩ thì mình nói cái gì cũng được nhưng mà tới lúc quyết định thì khó chứ. Nhưng mà em thích chị, cái này là phải nói ra. Chị Thanh chị nói chị đang rất là vui. À. Nên là em nghĩ rằng là mọi người phải cảm giác được cái niềm vui của chị Thanh, đúng không? Yeah. Không phải riêng hai người giám khảo này đâu, bởi vì họ có điều kiện, họ có cơ hội chia sẻ. Chứ bản thân em nếu như là em được chia sẻ, em cũng sẽ nói rất nhiều cái cảm xúc của em về cái phần trình diễn này. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là đến lúc chị Thanh phải đưa ra quyết định của mình. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn của giám khảo Phương Thanh. Vùng đèn dừng lại vị trí nào thì đó là sự lựa chọn của chị Chanh nha. Trình trị giá là 10 triệu đồng và Linh Ly nhận giải cao nhất, giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta đã có một chương trình chuyên bảo hoàn hảo thật nhiều cảm xúc với sự góp mặt của chị Phương Thanh. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn giám khảo Mỹ Tâm, giám khảo Quang Vũ và tất cả các bạn thí sinh đã tham gia. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau, phiên bản hoàn hảo sẽ tái ngộ với quý vị lúc 21h34 tối thứ tư trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt. Vị giám khảo khách mời của chúng ta ngày hôm nay, nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Tại vì em nhìn mắt bạn ấy hơi xén xén, dạng hơi bolero một tí. Ồ thế à? Lừa đấy, nó không lẽ cũng lừa. Hai người là chắc chắn là song ca rồi. Một cái chân lý hoàn toàn mới, hai người là hát song ca. Tóc rồi bờ môi khô, hàng mi buông mắt đen thật buồn. Ngày qua ngày đợi mong gì, cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào. Trái tim em thôi lòng.